Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại phòng truyền thông của MAP và ngay sau đây là hình ảnh của 7 bạn sinh viên MAP ngày hôm nay đã nhận visa thẳng du học Hàn Quốc. Chúng ta cùng trò chuyện để xem ngay lúc này thì cảm xúc của các bạn như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Xin chào em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Xin chào chị, em chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Văn Thái, em đến từ Thanh Hóa. Em ra đây nhập học ở công ty mình đến hiện giờ được 4 tháng và thế đến ngày hôm nay là em đã có chiếc visa trên tay rồi. Em đã nhập học 4 tháng và ngày hôm nay được nhận visa đúng không? Vậy thì quá trình mà từ khi em nộp hồ sơ xin visa đến lúc em nhận được visa thẳng thì mất bao nhiêu ngày vậy em? Dạ, mất khoảng hơn 1 tuần ạ. Mất hơn 1 tuần thôi đúng không? Đấy là một là gọi là cấp độ siêu tốc đúng không nào? Tức là trước đó thì MAP đã đào tạo em trong khoảng thời gian là hơn 3 tháng để em có đủ kiến thức về tiếng cũng như là ngôn ngữ để sang bên kia hòa nhập với môi trường học tập mới. Còn sau đó là khi mà tiếng của em đã vững rồi thì em sẽ bước vào quá trình xin visa và em có kết quả visa sau 1 tuần nộp hồ sơ đúng không nào? Cảm ơn em rất là nhiều. Còn em? Xin chào, em là Nguyễn Thị Huyền, em đến từ Bắc Ninh. Huyền ơi, em xin visa mất bao nhiêu ngày? Em xin visa mất khoảng 2 tuần ạ. 2 tuần đúng không? 2 tuần cho một tấm visa thẳng. Thế còn em? Em tên là Lê Hữu Phong. Em đến từ thành phố Hải Phòng ạ. Quá trình xin visa của em là mất 14 ngày. 14 ngày đúng không ạ? Tương tự như bạn. Thế còn em? Em chào chị, em tên là Liên, em đến từ Hải Phòng. Quá trình xin visa của em cũng mất 14 ngày. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Chúng ta cùng đến với một gương mặt của bạn nữ nhé. Em có thể giới thiệu một chút về mình được không? Xin chào mọi người. Em tên là Hoàng Thị Vân Anh. Em ở Quảng Ninh và em nhập học ở đây là vào tháng 8 ạ. Và em nhận visa được 14 ngày. Mặc dù là xin vào một trường visa thẳng và chúng ta xác định là không phải phỏng vấn, tuy nhiên là em vẫn được công ty đào tạo ở Hà Nội hoàn toàn miễn phí đúng không? Không mất phí học cũng như là phí ở trong suốt quá trình học. Để khi mà bắt đầu tiếng của mình vững rồi thì chúng ta sẽ bước vào quá trình xin visa. Và ngày hôm nay là em đã nhận được visa thẳng. Chúc mừng em. Xin chào em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Rồi, thế còn em? Chào mọi người, em là Hoàng Thị Vân Anh, em đến từ Hải Dương. Em theo học ở đây được 4 tháng và quá trình xin visa em là mất 2 tuần. Rồi, chúc mừng các em. Ngày hôm nay thì các bạn đều đã được nhận visa thẳng trong tay. Có những bạn thì chỉ có 1 tuần xin visa là có kết quả và có những bạn là mất 2 tuần. Và hiện nay thì có thể nói là kết quả của các em đã khá là trọn vẹn rồi. Và dự kiến là hiện nay là các em đang chuẩn bị lên đường để có thể sang nhập học tại Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì các em ở đây đã có lịch bay chưa? Các em là dự kiến lịch bay vào ngày nào? Thứ sáu đúng không nào? Vậy là trước khi giờ lên đường bay thì các em có đôi lời nhắn nhủ gì với các bạn du học sinh đang học ở MAP cũng như là những bạn du học sinh mà mong muốn đi du học Hàn Quốc không? Xin mời em. Chị em gửi lời chúc đến mọi người ở phòng 703 là có thằng tấm độ và hẹn gặp mọi người ở bên Hàn và gửi đến con người yêu em. Chúc em thành công nha. Bạn gái của em cũng đang học ở MAP à? Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị là có một cặp đôi hoàn hảo là nhận visa do Hàn Quốc trong thời gian tới đúng không nào? Không, nói em. Điều đặc biệt đó là còn gửi lời chúc đến cả phòng 1703 nữa không đúng không? Rồi. Thế còn em? Em chúc mọi người học mình chăm chỉ và cố gắng đã có visa để cùng sang đấy tụ gặp với nhau tạo thành một cộng đồng mát. Cảm ơn em rất là nhiều. Em xin mời em. Em chúc tất cả mọi người ở học sinh ở MAP cố gắng học tập ở đây và sang đi làm thật là nhiều tiền ạ. Các bạn nào nữa? Các bạn nào có những cái thông tin muốn chia sẻ với các bạn du học sinh của mình? Em. Em thấy rất là hồi hộp là. Em chúc các bạn ở MAP phải cố gắng học tiếng Hàn ạ. Học được tiếng Hàn thì sẽ tốt hơn. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều. Một lần nữa em có thể là dở cái mặt dán visa của mình ra cho mọi người có thể là chiêm ngưỡng cái tấm visa thẳng của các em được không? Rồi rồi.
thay mặt cho công ty cũng như là tất cả những bạn du học sinh đang học ở MAP, một lần nữa thì chúc các em có một chuyến bay sang Hàn Quốc gặp nhiều may mắn, và rất là mong là các em sẽ có một chặng đường mới với nhiều là thành công ở đất nước, ở nơi mà được mệnh danh là xứ sở kim chi. Cảm ơn các em.